đất đất có giá đó. Giờ đất khan hiếm. Còn đây bên đây thì chung cư cũ lâu đời. Giải tỏa. Giải tỏa đâu? Ừ, cũng không được giải tỏa luôn phải không? À, bên đây chung cư này lâu hơn. Chung cư này nghệ sĩ nó, ca sĩ nó hay lấy để quay MV đó. Chung cư Khánh Hội. Giờ Sài Gòn nhìn qua nhìn lại toàn là chung cư không à. Thì ở chung cư thì ở khoảng chừng 1-2 thế hệ. 50 năm là thấy rụng rịch rồi.
về. Hồi nãy chung cư này mới xây, đang xây nè. Đang xây. Mà nhà cũng cỡ 3-4 tầng nữa. Cũng Novaland luôn. Giờ qua quận 7 toàn là cao ốc không? Thì khu bên đây hồi xưa đất trống nhiều lắm. Xưa đâu dám qua bên đây đâu. Xưa bên đây giống như rừng, qua rừng. Đường tối mà. Tệ nạn không? Tệ nạn. Thôi giờ bên dưới cầu người ta bán cây bán hoa quá trời. Chỗ này chắc cũng tạm bỡ. Chừng nào có dự án thì cũng phải bị bưng đi thôi. Tết đây đông vui ha. Lóc tem
thì có. Trung tâm thương mại lớn mới mở đều ở đây hết. Gì vậy?
quẹo vô trung tâm thương mại lớn. Cái này hiện tại là cái gì? Cái này hiện tại là lớn nhất quận 7 rồi đó. Nhiều đó xin mua là